have a lot of dye on it. Mẹ bỏ công ăn chuyện làm bên bển đó, dắt con về đây là biết như thế nào rồi đó. Bởi vậy cô cũng phải làm hết sức cho con, mà con phải ráng chịu khó ha. Cái mặt đi ra đường nó chuyện ta để đâu không dám đi, nó còn nghẹt nó. Ừ, nó bị tự ti á. Đúng rồi. Bị vậy nó bị tự ti. Ai cũng không dám nhìn, cứ lụi thủi mình trong nhà. Nó cũng bị mà đâu bị nhiều gì đâu. Nó bị nặng quá rồi nè. Lúc tuổi gì thì ai cũng bị, mình đâu bị dữ gì đâu. Ba nó có bị không vậy? Chắc là giống mình đó. Mình hỏi không ai mụn mới nói là da láng cỏn nè. Chị là lấy chồng Đài Loan luôn à, người Đài Loan luôn hả? Ừ. Ba nó người Đài. Giờ là đẹp trai mày về mày trả về nồi. Con ghi qua đây cho con ghi qua đây cho nó đúng chiều, con lấy nó dễ hơn. Con có bạn bển nhiều không con? Ít bạn hả? Có chỉ trong lớp thôi chứ ở nhà có ai chơi chung ai đâu. Dạ, yeah. Mới qua bển mà đúng không? Đúng rồi. Có bạn chưa quen được bạn nhiều. Cũng không ở gần. Vô lớp thì có. Trong nhà làm bạn với mẹ đó. Vô đây cho cô, ráng lên con. Có mấy cục gì mấy gì hả? Dạ. Rồi. Cái đây lên mũ nè. Cục mụn như hột gạo luôn nè. Ừ.
Rồi rồi rồi. Nhi sát qua đây đi cô. Xong mình đó nhi sát qua đây. Ráng lên. Còn cục nữa. Cố lên con. Cố lên nha. Cố lên. Để con xoa xoa cho đỡ đau nha. Tiến lên con trai. Bà lấy mấy cục này chứ không để nó viêm giống như ở dưới mặt mà nó... Nhìn cục nhân nè. Ừ, nó bự vậy đó. Để lên con. Nó sâu quá. Cho nên nó dễ bị viêm. Rồi. Dán lên con. Xíu nữa, mấy phút nữa cô cho nghỉ tí rồi mình làm tiếp ha. Thấy dần láng láng rồi không còn nữa. Rồi. Rồi. Nó cứng dài dữ lắm mà nó lên không nổi. Dài bữa cái không nó lên cái nó lây vô khám chìm lên ương lên tiếp. Đúng rồi đó. Nóng á, nóng nó ương lên tiếp. Nhớ nhớ uống nhiều nước nha con, uống nước lọc á. Ăn rau ăn canh nhiều vô. Không ăn đồ chiên xào ha. Chán xíu. Mình bị vậy mình phải kỹ ăn uống tí. Này viêm mà nè. Này không lấy là nó bị giống cái cục bên kia ấy. Giống ở chỗ đầu má luôn ơi. Cục bên đây mới nặng nè, bữa hổm máu.
cố lên. Rồi, phúng.